Đây sản vật địa phương vừa mới về. Quá trời quá hiếu khách luôn. Ai có thơ mời vô ký trước nha. Vô ký nha. Đây là một ký muối, một ký đường. Một gói thơ mời ký vô đóng ký hết rồi nha. Một chai nước tương. Ở đây thì có một bịch sữa và một bịch mì xào. Một mì xào để ăn liền. Kêu tên mình đưa. Đây đây coi từ ngon nó sắp xếp ra. Thì cô phát của con là 2 tờ. Hai tờ là 100 và ba để con nói tên chủ quân trước rồi con nói mấy lời. Thưa thầy, có thể nói đây là địa chỉ ở đâu và hôm nay mình phát quà là cho những ai thưa thầy? Mình ở đây là ở xã Như Bình, thuộc về ấp Đông A, xã Như Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Vậy. Ở 175 tổ 6. Vậy. Vậy. Dạ. Dạ. Thưa thầy, ở đây thì bà kiến cô bác hôm nay như thế nào mà được nhận quà, giống như là hoàn cảnh nhé? Đó là hoàn cảnh khó khăn và được chức cấp bị nhà từ thiện, nhà hảo tâm, thương tổn, cho nên là có tổ chức là đổi quyền cảm. Cảm ơn thầy. Giống như đây, về ra quán đi, dồn dầm bớt ra sao đây? Nặng chút kia qua. Đây nữa nó bắt cầu cổng cái đường này đi ra. Bây giờ thì các thiện nguyện viên đang chuẩn bị để tặng quà cho bà con cũng như là tiền mặt. Cô Diệu Hương ở Illinois. Cô có gửi biếu 100 phần quà, mỗi một phần sẽ gồm có 10 kg gạo, một thùng mì, một gói hạt nêm, một chai nước tương, một gói muối ăn và ở đây thì có một bịch sữa và một phần mì thì mời ông bà cô chú là mình dùng luôn. Và mỗi người sẽ nhận thêm là 100 ngàn tiền mặt. 100 ngàn tiền mặt này thì của cô Sa Lê để gửi ông bà cô chú mình nhận quà vui vẻ. Dạ. Bây giờ dạ mời chị Đường chị coi phát ạ. Ai thâu phiếu rồi phát tiền. Gạo. Gạo bạch gạo. Gạo. Rồi, cái dòng qua đây luôn. Rồi, cứ từng người đi một. Đi thẳng ra ngoài. Đi vô trong, đi vô trong lộn. Đi vô trong cho nó lộn chị ơi. Vô trong các bạn. Thôi, dạ bạn. Để các bạn mới lỡ. Các bạn mới lỡ, các bạn có tự. Không, để các bạn.
Hôm nay thì đoàn thiện nguyện Sài Gòn ngày nay các mạnh thường quân có đến một xã khác ở huyện Châu Thành, Tiền Giang và có phát 100 phần quà cũng như là tiền mặt quý vị. Mỗi một phần quà như vậy thì sẽ được 100.000 tiền mặt. Phần quà. Đây là một địa điểm mới nên là công tác phát còn hơi cập rập một chút xíu. Tuy nhiên thì đã đợi để lấy hôn sẽ đi nhắc nhở quý vị, các quý vị. Đây là sư cô Tiến và chị Đường bên Hội Chữ Thập Đỏ hỗ trợ việc thâu phiếu cũng như là phát quà. Bà có ai bưng phụ bà không? Bồng đi đăng cho sơn được rồi. Bé bị tật rồi. Không thì chú bế đi để bà ấy. Nè, nói người ta ăn liền chứ không có để hư nha. Để hai giờ là biết rồi. Cái này anh cầm luôn nha, ăn liền nha. Rồi anh Thạch. Rồi từ. Rồi. Rồi. Cái này trước, cái đưa cái thùng này lên. Bây giờ là nhiều người tàn tật không đủ quà đâu mà không thể nào. Giờ nó đi không được anh cho nó ăn nó đỡ khổ, nó mai mốt anh từ có từ, anh cho từ mai mốt có nữa. Được một phần vậy là quý lắm rồi. Dạ, xin chào quý cô chú anh chị. Quý vị cầm sẵn cái tờ phiếu trên tay nha. Mỗi người mình sẽ nhận một phiếu thôi, mình không có nhận hộ nha quý vị nha. Hồi nãy giờ quý vị đi chờ có lâu không? Cô chờ lâu không? Cô đi đến đây bằng gì? Cô tự đi xe đến hả? Để xe ở ngoài hả? Dạ. Dạ, quý vị xếp hàng ha. Mình có phiếu là sẽ có quà. Có tiền nữa. Dạ, nên quý vị bà nhận hộ ai bà? Bà nhận hộ ai vậy? Nhận hộ giùm mãi nó liệu con nó nằm có chỗ à? À. Mà tôi lãnh giùm không à? Lãnh giùm giùm cái đầu lãnh giùm bà. Bà thì 70 mấy tuổi không đi đường đi. Dạ. Còn bà 101 tuổi nằm luôn. Bà này bà còn bà 60 mấy bà giá nè. Sao bà không giá cho mấy bà chết rồi bà khỏe? Thì bà chết chứ giá chết thì nghĩ mãi. Đừng có cẩn.
Trời ơi. Rồi nãy tôi lãnh rồi mấy cô. Nè anh nè, anh nhận cho ai vậy? Nhận cho bà thư sinh tàn tật ở số 1. Nhận hai tờ luôn hả? Bây giờ là mình mỗi người chỉ nhận một tờ thôi. Dạ. Chứ người ta đi không được mà. Không, dạ. Lánh lần luôn, em về luôn chứ đi hoài xếp hàng nữa chết chết. Hàng đâu để có nhiêu đây thôi chứ không được sắp. Dạ. Thôi, anh luôn. Anh luôn về luôn. Có thiếu gì lên. Quý vị xếp hàng đi quý vị. Bà có phiếu không? Bà không có phiếu hả? À, hôm nay chỉ có 100 phần thôi, 100 phiếu. Từ từ quý vị ơi, đừng có chen lên phía trên nha. Sao cái họ lại lẫn chú? Bây giờ lỡ hai người này bán từ từ ngang bây giờ không ai nữa. Để cho mấy đứa đi. Sắp một hàng dọc đi quý vị. Này cũng bệnh đau luôn. Cho nó nhận cái nó về. Ừ. Thôi nha, không ưu tiên được nữa nha. Để con qua con quay phim nè quý vị. Quý vị đứng đừng có chen. Dạ. Đừng có chen, đứng một hàng đi. Vậy ăn liền này nha. Rồi rồi. Con. Không không, còn khỏe từ từ đi. Còn khỏe từ từ không có nhận trước được. Mấy người có bệnh phải nhận chưa? Từ từ ăn hàng đi. Đi theo luôn không? Đặt xe thôi nha. Bắt cho cần bỏ xuống đi, bọc tay sao bầm hết. Ai trợ giúp vậy? Dạ mày, ai kia giùm bọc. Đây, của ai? Bắt. Rồi, cho mày đi. Rồi, anh Minh cho mày đi. Rồi, ở đây sẽ có các cán bộ địa phương để có thể là thu gom phiếu đúng người đúng việc quý vị. Ở đây thì có một số trường hợp là nhận hộ các cụ già lớn tuổi. Ở đây em thì nhìn là biết chứ. Dạ. Rồi này anh đã trước nhanh nhanh rồi em cầm lên rồi để sau. Rồi quá rã rồi đó, vậy cái thế nè. Không cái thế anh làm đó. Rồi. Anh bơi đây cái em cầm này lên cái rồi là ngon nhẹ lắm. Đó, ôm gì có thế, cái thế không thấy không? Chú đâu? Chú nào giữ kia đi. Lấy đi. Để kiếm cái phiếu đó nhận lấy đi rồi mới nhận được. Phiếu ai? Rồi cái này trước nè, hàng vô cái đồ lên này. Hai tay luôn đi cái lồ là cái kia. Đó là ngay về đó luôn. Rồi vậy xong. Rồi anh cũng bởi dành cho em nãy nha. Không có một cái lên. Cảm ơn anh đó. Vô này ra nó xíu gì nè, đặng cái chịu đây. Đó là hết đó. Cảm ơn. Nói không? Không giùm hồng nè. Không. Đến giùm chỗ này đó nè. Nè cái giùm hồng ấy. Đây màu này lại. Nguyễn Phận luôn, Nguyễn Phận luôn. Đây, đây, đây. Đây, đây, đây. Rồi, xong rồi. Rồi, khoảng cuối đi. Rồi, cái này. Ông ta xa ra. Ông ta xa ra, đặng cái chồng này lên nữa là nó còn. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, đặng cái này không còn phải không? Món bảo chứ không có, trời. Trời ơi, nó bệnh nhiều cái này. Nhận chưa? Đưa biểu đây. Trời ơi, đâu? Bên đứa nào bị tiêm? Trời ơi. Dạ. Rồi, ưu tiên cho mấy em bệnh với lại mấy cụ già lớn chứ. Này nó bị tiêm nè con. Rồi nhỏ đó ra qua đây về lo chồng nằm đóng rồi nhà. Dạ. Ừ, cứ từ từ phải không? Qua đây đi về lo cho chồng đóng nhà. Qua đây qua đây. Đi lẹ đi chồng. Rồi mà làm gì? Rồi.
Cái sao anh lại chậm lại lên? Rồi vậy đó đi vô. Rồi. Mấy chú ơi, mình đừng có lấn lên phía trên quá nè. Bà con ơi, đừng có lấn lên phía trên quá nha. Thằng nặng nằm dưới. Hôm nay nằm ngoài. Rồi, này về ăn liền nha. Một hàng đi, một thôi. Con đâu không dẫn đi. Đó bệnh rồi. Rồi để mà biếu. Bệnh cũng dẫn đi theo. Đó đi nó còn đi được mà không dẫn. Rồi anh nói rằng anh để em bỏ lên anh về nè. Nó xe ra cái đè chồng đứng lại. Rồi anh muốn em kia đó. Rồi bắt con. Rồi chỗ là bà già nằm chỗ rồi. Rồi rồi thôi để rảnh rồi đó cởi sao luôn. Rồi đi đi giùm. Mày mốt nói ta đi giùm giùm. Thôi bây giờ đi rồi quay lại. Tôi chỉ tôi nè, ông tiền đấy. Để tôi. Lên đi lên. Dập tiền đi rồi ông hai cái kia. Đó, nó ngon rồi. Thế đâu? Xuống luôn cho chỉ ra một cái ông rồi. Rồi rồi. Ông già đâu rồi? Trời ơi ông mệt nãy giờ lại đâu ơi, ông nào đâu. Nè, đặt cái này trước. Để lấy ra xa ra cái lò tôi để cái này bơm này luôn. Cái này là có. Rồi, luôn. Quý vị đứng vô hàng đi, không có sợ, không có chen lên sao cô này tự nhiên chen lên vậy? À, này là không biết nói, cầm điếc luôn. Cầm điếc luôn. Đây đây, cầm điếc. Cầm điếc. Giờ không có nhà cửa luôn, bà già chồng bán nhà luôn rồi. Về với chồng. Quý vị đứng đừng có chen hàng nha. Cứ từ từ quý vị. Đây rồi, ấp nhà thì biết còn có những ấp khác thì mình cũng không có gần. Nhưng mà có cái giấy rồi. Chị đứng tới tàn của con. Chính, chị chính. Nè, để giữ tiền đi. Rồi, chị lên anh đưa chị nè. Chỗ con mình này. Túi đi. Bỏ túi ra. Chị bỏ cái này rồi em chồng cái kia lên. Rồi, thấy ra sai nghe chính. Thấy sai cái em cầm cái này. Cái này về ăn liền như gì chính. Cái đồ ăn nè. Rồi, rồi. Rồi. Ông bà cô chú ơi, mình đứng một hàng với dùm con đi ạ. Mình đứng xuống dưới đi ạ. Đứng một hàng với dùm con đi ạ. Trong xóm. Đâu? Rồi, hai tay. Mấy cái dân tầm đó. Đó, vậy ra là có cái thế rồi. Rồi, từ từ. Rồi, từ từ. Đây là xã lần đầu tiên đoàn thiện nguyện Sài Gòn ngày nay đến phát. Nên là cái công tác và xếp hàng cũng chưa có chân chu lắm đâu quý vị ha. Ở đây thì mỗi quý vị như này sẽ nhận một cái phần quà gồm có gạo nè, mì nè, muối đường, ngọt, nước tương, một phần hộp cơm ăn với lại một bịch sữa cộng với lại 100.000 tiền mặt. Đây cụ này đi nhận hộ cho hai cụ già nữa nè, hồi nãy nghe bà nói nè ha bà. Bà đó là mấy tuổi với mấy tuổi? Bà là 101 tuổi với bà 72 tuổi. Dạ. Này nhận kinh quà cho này giùm nè. Bà ghen nổi không? Ghen ghen phụ bà đi chú ơi. Dạ. Rồi. Bình thường. Bệnh mã. Bệnh gì ngồi ghế. Lấy ghế gì ngồi đi.
ưu tiên cho chú đó luôn đi. Ở vô đây đi. Ưu tiên cho chú đó luôn. Chết giờ. Rồi. Rồi, đưa đi. Rồi chú áo xanh đứng im dưới đấy, đứng dưới đó. Rồi, anh nhớ được rồi, đi. Rồi. Chị nhận cho ai vậy? Chị nè, cho em hỏi xíu chị. Chị nhận cho ai vậy? Cho bà 7 ca. Dạ. Nhận, bà đó bị sao? Ở nằm chỗ. À, bị nằm chỗ hả? Dạ. Rồi một phần là cho gia đình mình hả? Một phần cho mẹ. Dạ. Rồi chị về đi. Dạ. Anh nhận chưa? À, không nôn hả? À, anh nhận chưa? À, anh cũng nhận giùm hả? À. Rồi ai dở anh về? Đến cho bà 73 tuổi ngồi chỗ. Dạ. Rồi ai nữa anh, hai phiếu lận. Cũng gần sớm luôn, cũng bệnh luôn. Dạ. Ông ta không cần đi. À vậy hả? Đó quý vị có nhiều. Có nhiều quý vị là đi nhận hộ. Đi thẳng ra đây nè. Quý vị ơi, có cái phần mì á là về phải ăn nha, để nó hư nha quý vị. Mì ăn trước. Dạ. Đây bà là nhận cho thêm hai cụ bà nữa. Ngã. Gớt. Hồi gớt mà tỏi xa là gớt. Gớt mì tôm á. Hồi giờ xã mình có được nhận chưa quý vị? Chưa hả? Đây là lần đầu tiên hả? Lần đầu tiên được nhận. À. Có thường xuyên mình được nhận những cái quà như thế này không? Bà, xã mình á có thường xuyên được nhận quà như thế này không? Có hả? Có. Mà chưa, mà chờ chưa mới đầu tiên. Ờ, này mới đầu tiên. Dạ, năm nay là mới đầu tiên hả? Tại mình số. Ôi cô. Ưu tiên cho hoàn cảnh này luôn quý vị ơi. Cô ơi, ưu tiên cho hoàn cảnh này luôn đi con. Sao cô ginh? Cô ưu tiên cho hoàn cảnh này luôn. À, cha bỏ. Ủa hồi nãy giờ cô đứng ở đâu ạ? Ngồi trong kia hả? Dạ. Giờ bà ngoại phải nuôi hôm rồi có gửi hình. Đâu bà ngoại hả? Con bé nó bị sao? Để mấy tình nguyện viên gom quà cho. Dạ. Để tụi nó ghen. Để mấy tình nguyện viên ghen cho cô. Chúc sức khỏe hết. Dạ dạ. Chú binh ra cho chị. Để luôn đi. Ừ thả bả luôn. Giật gãy giò nữa. Trời ơi. Bà về khỏe nha. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn bà. Bà ngoại chở được không? Máng máng cái bọc ngủ đây nè cưng. Máng lên đó lại đi. Chúc các cô chú mạnh hùng gặp nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Dạ. Dạ, cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ. Rồi cảm ơn cô. Dạ. Chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ, dạ chúc chú dạ. Nhiều sức khỏe gặp nhiều may mắn. Cô chân cô bị sao vậy cô? Tật hồi nhỏ rồi. Tật hồi nhỏ rồi hả? Cái chân cô nè. Mẹ này là con cô hay là
Khoan, đưa đây. Để đấy, đó. Dạ, cái này của một cô Vân bên Mỹ có gửi bảo giúp những người khó khăn thì tôi thấy cháu này biếu thêm cảm ơn chú rất 500 nhiều. Ngàn. Dạ, cảm ơn cô Vân phải không? Vâng, cô Vân bên Mỹ. Dạ, cảm ơn cô Vân bên Mỹ. Dạ, dạ. Dạ. Cảm ơn rất nhiều. Vâng, chúc cô Vân dồi dào sức khỏe nha cô Vân. Dạ, cô Vân bên Mỹ. Dạ. 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 Đó, dạ, dạ. Dạ. Rồi tám lên đây nè. Chết nhung. Này chị hổm lãnh quà nè, khổng 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 giò khổng khổng bò nhìn xem chị phụ nha. Rồi, rồi, cứ ra đi, ra đi. Rồi, 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 qua đi. Này tôi vừa lấy quà về là không có người chăm cháu. Sau khi sinh xong thì vậy bé này còn mẹ không cô? Dạ có mẹ, mẹ nó nuôi hai đứa em song thai nữa. Khổ lắm. Vậy bây giờ cô mẹ nó phải nuôi năm miệng ăn, ba đứa con rồi ngoại rồi mẹ nó có mình mẹ nó lao động. Chồng rồi đó. Ra cho cháu, ra cho đó cháu ơi. Ở đây ai ung thư ở trên nhà nghèo lắm, có cái hộ nghèo hai cái thương mẹ nó mà đây là bà ngoại chở theo đứa cháu này nó bị não nữa, mẹ thì nuôi thêm là hai đứa con song thai năm miệng ăn cho người phụ nữ rồi ba thì bỏ rồi. Dạ ngoại chạy cẩn thận nha ngoại. Dạ dạ. Cảm ơn hết. Dạ, chú về khỏe ạ. Cái thời này là không đi ăn nha. Hội chữ thập đỏ xã Nhị Bình. Dạ. 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 Hôm nay thì cũng chân thành cảm ơn anh Tuyến Dương, rồi cô Hương, sư cô ở Như Tiến ở chùa Thiền Lâm của Tân Hương, cô Đường, chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Tân Hương thì cũng chia sẻ để mà giúp đỡ bà con nghèo ở Nhị Bình. 100 phần quà, mỗi phần là trị giá là dạ 100.000 là tiền mặt. Em nghe với lại 250.000 là tiền hiện vật. Tại ngoài ra còn có 20.000 nữa là là sữa với mì. Dạ. Thì tính ra vào khoảng là 370.000. Dạ. Nhưng mà thực tế thì chắc là nó phải tới 400.000 bởi vì có nhiều mạnh thường quân trợ giá thêm nên là mình mua thêm được nhiều những cái đồ nó rẻ hơn ạ. Dạ. Là giúp cho bà con là một
100 phần quà, mỗi phần trị giá 400.000 đồng. Dạ. Thì tôi cũng xin thay mặt bà con rồi Hội Chữ Thập Đỏ xã, Ủy ban xã xin chân thành là cảm ơn là anh Tuấn Dương, cô Hương, sư cô Như Tướng và cô Đường, xin chúc là các anh các cô là được vui khỏe, gặp thành đạt trên mọi lĩnh vực. Dạ. Cũng xin thay mặt đoàn thì cảm ơn các cô chú anh chị đã tạo điều kiện để phát cái phần quà này cho các cô bác có cái hoàn cảnh khó khăn. Dạ, con xin cảm ơn. Cho anh ở xã Nhi Bình được 10 chiếc. Vâng. Rồi trong đó có nhiều xe lắc thì được 1 triệu tiền mặt. Vâng. Với quà trị giá là 500.000. Vâng. Hôm nay thì hôm rồi thì nói thì cái cô chú nói ở trên này cũng khổ thôi, để lên trước thì giếng ra sau là gửi lên số quà. Vâng. Thì hôm nay thì cái đoàn có lên cho một số quà bà con xã Nhi Bình. Vâng. Rất là khó khăn thì xin chân thành cảm ơn thay mặt trưởng ấp Đông A, cảm ơn tất cả những mạnh thường quân và chúc cho mạnh thường quân được dồi dào sức khỏe để có điều kiện ủng hộ cho những người khó khăn sau này. Dạ cảm ơn chú. Thì, dạ thưa chú, bữa nay xuống đó thì nếu mà ở đây còn những cô chú ông bà mà lớn tuổi mà cần xe ba bánh để đi bán vé số thì chú cứ báo với cô Đường, sau đó rồi cho xin cái danh sách từ những cái người cụ thể đó, thì chừng khoảng 5 hoặc 6 trường hợp thì được. Yeah. Thì sau khi mà xem xét xong ấy, thì nếu được thì sẽ báo với chú để có thể hỗ trợ bà con cái phương tiện để đi bán vé số. Cũng được nhiều lắm là không? Có gì thì Đường giúp em đó nhé. Thì cũng thay mặt Hội Chữ Thập Đỏ Tân Hương cảm niệm công đức của cô chú anh chị em trong nước và ngoài nước đã hỗ trợ về nội với vợ cho bà con. Dạ. Cảm ơn chị. Đây sản vật địa phương dừa quý vị, quá trời quá hiếu khách luôn. Dạ cảm ơn mấy cô mấy chú nhiều. Dạ trời, vừa làm mất nữa quý vị, quá trời không có chỗ vợ bớt gâu ra bên đây mình. Con Đường đi về chung luôn không? Vừa làm mất không? Vừa làm mất nữa sư. Phải, coi chở ngay cho bọn này ra ngoài. Sản vật địa phương, Nhị Bình nha, vừa Nhị Bình nha. Dạ. Này tới cầu sao ở đâu? Đây nè, tới bà Thủ nè. Ba mươi cây. Ba mươi bốn cây số. Đây các bạn nhìn kia có một cái tổ mối ở trên sân vườn. Cái này ở thành phố thì thấy tiếng lắm. Đây mút mùa thì chỉ đi hướng này ra ngoài đường. Cho có mì không, đưa mì không? Còn xe hơi là phải đi cái hướng này. Mình đi lên đây đó luôn. Lấy cái để gửi. Này xe đạp như này. Hát không có đi qua được. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Dạ. Còn ấy không giả dạ, một chút ra. Dạ. Chở ra đi. Đây ha. Trời nhãn kìa. Ồ nhãn là quý vị, cái cây nhỏ mà nó quá vậy trái luôn. Ôi nhìn mà vườn mê quá chị ơi. Vườn này là hết trái rồi. Dạ. Đây là nhãn. Nhãn kìa chị được. Hết trái rồi mà trái quá trời. Nhà em bên này vườn bên này hết vườn này. Dạ. Dạ. Đây khu vực này bệnh đau nhiều ghê. Dạ. Chắc đang nè. Dạ anh ở trong đây đường cái này. Dạ. Lấy mấy trường hợp. Đó hồi nãy chú Dưỡng Ánh nói lấy trường hợp mà nặng nhất. Nhãn rất là nhiều. Đây là Nhị Bình.
Quý vị cho quá trời quà đem về luôn. Quý vị quá hiếu khách luôn. Đem chở ra tới tận nơi. Nhét cho đây cái cabin của xe luôn quý vị. Giả Tân Hương hả? Dạ. Ở ấp nào? Đấy, tôi có thằng em mà nhỏ đó. Về quê vui. Coi cái nào nhãn bỏ lên. Đè lên nhãn nó bể. Rút nhãn nó lên. Chanh nó cũng bị dập nữa. Đây cao biên luôn. Ai đem cơm? Dạ hồi sáng con đem rồi. Đem rồi con nấu. Trời này chứ buồn nữa chở cũng hết. Rồi thôi nhá. Dạ. Cảm ơn mấy anh rất là nhiều. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn anh.